Thì hôm đó là mấy bạn cũng ép em uống khá nhiều. Khi về thì trời cũng tối tối rồi, mưa rồi. Thì em mới rủ bạn này thôi, mưa quá rồi mình kiếm chỗ nào tấp vô mình nghỉ chút rồi về. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi, em thích lắm chị ơi. Em lúc đó em nghĩ là trời mưa, xe lạnh, tháng mưa mà tháng mưa của tháng 11 nữa chị. Thì mình nghĩ trong đầu ông trời đang ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ một câu đủ trú mưa thôi thì chị vô liền luôn. Kiểu là mình cũng đang có cảm xúc, xong bạn cứ mò em ơi, cái váy này mở sao vậy em? Đây cái váy này mở sao? Không nói cái váy nó khó mở bạn. Cái thời gian bạn mày mò thì cảm xúc em bị tụt mất. Nhưng mà vẫn xảy ra. Đúng rồi. Mừng. Thật sự là hứng thú lắm. Vợ em cũng khá nảy lửa nữa. Hình như vợ em là người chủ động trước em luôn á anh. Dạ. Hôm đó là cũng tanh bành với vợ em luôn á anh. Dạ, em tên là Văn Bích, hiện tại em làm nhân viên văn phòng, đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Em là Tuyết Trinh, năm nay em 27 tuổi và em quê gốc của em là ở Đắk Lắc ạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì Trinh với Bích là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Hôm đó là vào cuối tuần thứ bảy á, thì em cũng rảnh rỗi nhiều, em cũng lướt Facebook kiểu tìm đối tượng để em nhắn tin đó chị. Em cũng nhắn tin tầm 2-3 người gì đó. Trong lúc đó thì vợ em mới trả lời, em mới bắt đầu câu chuyện với vợ em. Tại sao em trả lời ảnh? Có phải là em nhìn cái hình nền, em thấy ảnh cũng đẹp trai quá đúng không? Dạ không, avatar của ảnh là để cái hình phía sau lưng, rất là lùn, avatar rất là xấu. Facebook của em ở ngoài em không có xinh nhưng mà trên hình em rất là ảo. Lâu lâu lại có nhiều người nhắn tin làm quen thì kiểu em tên gì, nhà em ở đâu, em ăn cơm trưa, em rất là ghét luôn. Mà mình cũng không có cái tin là sẽ có cái tình yêu ảo ở trên mạng gì hết. Sáng hôm đó em đang làm thì em thấy tin nhắn Have a nice day Trinh, kiểu là nửa tay nửa ta, em không thích. Bạn hỏi một câu thì em phải 30 phút hoặc 1 tiếng sau mới trả lời. Thì cứ liên tục như vậy và em thấy người ta kiên nhẫn kéo dài cuộc nói chuyện với mình. Rồi cứ thế là tìm hiểu nhau thôi chị ạ. Bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ngoài đời? Dạ khoảng tầm 3 tuần ạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì em có cảm giác như thế nào về anh này? Rất là đúng giờ, cực kỳ đúng giờ. Lúc đó em còn đang ở nhà make up thì bạn đã tới rồi. Và bạn xuất hiện trong trạng thái rất là bóng bẩy. Bóng từ cái xe tới cái người luôn. Cái người nó bóng như thế nào, cái xe nó bóng vậy luôn. Xe nó bóng làm sao? Có nghĩa là cái xe nó sạch tới mức mình nó tối luôn, nó lói luôn á. Tóc của anh là gió thổi là không bay được luôn. Anh rút keo kỹ đến mức mà gió thổi không bay luôn. Ngồi rất là phong thái lãng tử, mặc dù em ra trễ cả tiếng đồng hồ. Vẫn không là em biết ngồi ở ngoài gồng cỡ nào. Thì em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Tại vì quan điểm của em là con trai nó hơi xề xòa một tí phong trần nó mới quyến rũ. Không thích chồng. Đúng. Còn em thì sao? Dạ em cũng không thích luôn ạ. Ủa gì kỳ vậy? Lý do? Tại vợ em là tính cách là quá mạnh mẽ và nói khá nhiều. Rồi sau đó thì các em như thế nào các em mới quen nhau? Em cũng tính là không nhắn tin nữa. Những người con gái trước của em là tính cách khác hoàn toàn với bạn. Thì em mới thử cho mình cơ hội để mình khám phá, mình tìm hiểu thử xem cái người tính cách mà không thuộc cái gu của mình xem như thế nào. Bạn thì ở Tốt Đâu quận 7 á, còn em thì lại tiếp tận Tân Phú bên này, là gần Bình Tân luôn. Mà bạn rất là siêng, là ngoài giờ làm đó lúc nào bạn cũng chạy qua em cả, bất kỳ giờ nào. Không chạy qua em thì bạn ở nhà bạn lại video call. Thì mình đã cảm nhận được là người ta là toàn tâm toàn ý như mình. Quen nhau như vậy á, một cái khoảng thời gian bao lâu tụi em mới cưới? Dạ khoảng 1 năm 3 tháng. Hai đứa có thường xuyên đi chơi riêng với nhau không? Dạ có, đi chơi riêng thì có, cũng có đi du lịch ạ. Và đi xa như vậy có thời gian ở bên nhau không? Điều đó là dĩ nhiên. Lần đầu tiên của tụi em thì lại ở Hồ Chí Minh này, chứ không phải là đi du lịch. Đám cưới của bạn của vợ em trong công ty á, thì hôm đó là mấy bạn cũng ép em uống khá nhiều. Khi về á, thì trời cũng tối tối rồi, mưa rồi. Thì em mới rủ bạn này thôi, mưa quá rồi mình kiếm chỗ nào tấp vô mình nghỉ chút rồi về. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi, em thích lắm chị ơi. Em lúc đó em nghĩ là trời mưa, xe lạnh, tháng mưa mà tháng mưa của tháng 11 nữa chị. Thì mình nghĩ trong đầu ông trời đang ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ một câu đủ trú mưa thôi thì chị vô liền đúng không? Vô liền. Mà bạn thì em không hiểu tại sao vô tới nơi người bạn lại run vậy này, bạn này này. Cái run y như kiểu là lần đầu á. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thông bạn lần đầu thì mình này kiểu là mình cũng đang có cảm xúc, xong bạn cứ mò của em ơi, cái váy này mở sao vậy em? Đây cái váy này mở sao? Không đó cái váy nó khó mở bạn. Cái thời gian bạn mày mò thì cảm xúc em bị tụt mất. Nhưng mà vẫn xảy ra. Đúng rồi. Mừng. Thật sự là hứng thú lắm em. Vợ em cũng khá nảy lửa nữa. Hình như vợ em là người chủ động trước em luôn á anh. Dạ. Hôm đó là cũng tanh bành với vợ em luôn á anh. Bây giờ là các em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Tụi em lấy nhau được khoảng 6 tháng rồi đó. 6 tháng. Tới phần này mới hay nè. Biết phần gì rồi đúng không? Em biết. Em cũng mong chờ lắm. Trinh, nói trước. Cưới nhau về thì em xin lỗi anh nhưng mà bạn quá nhiều tật xấu đi. Thời gian mà mình yêu mình không có ở chung với nhau cho nên mình không có vạch trần được, hoặc là mình không có biết được nhiều. Không vạch trần nữa. Là cái mục đích em tham gia chương trình này là để phốt chồng em. Bạn kỹ tính, kỹ và sạch tới mức mà em cảm giác như mình đang là con dâu và chồng em đang là mẹ chồng vậy đó. Hôm nào mà bạn đòi rửa chén là xác định là hôm đó bồn nước nhà em phải hết. Khi nào cũng rửa phải một nửa tiếng, hơn nửa tiếng. Và chỉ có mấy cái chén thôi, bạn đứa lo mà bạn kỳ cọ, rất là bạn quá ư là sạch đi. Rồi đồ giặt đồ của bạn rất là khó tính, ví dụ như áo thun của chồng em mặc đồ ướt là phải khi mà phơi là phải gặp lại rồi mới được phơi lên để không có bị hư pha áo. Nhưng mà khi khô thì phải khi móc vào tủ thì phải móc nguyên cái áo để khỏi bị gãy pha áo. Hoặc là quần khi gập thì phải vuốt thẳng thóm rồi mới gập rồi mới bỏ vào tủ. Rồi nhiều khi tự nhiên nửa đêm đang chuẩn bị đi ngủ rồi, em ơi trần nhà dơ quá, bây giờ lấy dẻ lau trần nhà em ơi. Là giật bắn dậy đi lau trần nhà hả? Đúng rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Rồi còn gì nữa nè? Chồng em thì rất là yêu âm nhạc, mê âm nhạc nhưng mà không biết hát. Chồng em nhưng mà mê âm nhạc sao gọi là tật xấu? Có nghĩa là mê tới mức mà ngủ dậy là mở, đi toilet cũng mở, tắm cũng mở, thậm chí đang nằm mà cũng mở. Anh nghĩ là mở nhiều loại nhạc đúng không? Không, một bài nhạc. Bạn mở tới mức tới cái đoạn quảng cáo gì em biết em là theo trend đó phải không? Đúng rồi, bạn rất là thích theo trend. Ở trên mạng mà có cái trend gì chẳng hạn như là cái đợt đó có phim siêu anh hùng, là coi siêu anh hùng về là bắt đầu chiêu 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 chiêu. Hoặc là mấy cái trend chẳng hạn như là bà Tân Vlog là em ơi bây giờ anh nấu món này siêu to khổng lồ nha em nhá. Rất là thích theo trend. Mê, rất là thích ăn nhưng không biết nấu ăn. Ăn uống rất là lập dị, có nghĩa là rất là thích chế mấy cái món chẳng hạn như là thường người ta nước tương người ta pha với lại tương ớt đúng không chị? Bạn là nước mắm đổ tương ớt vào trộn lên ăn. Hoặc là nhiều hôm đang ăn một nồi lẩu Thái, em nhà mình có nem chua, bỏ nem chua lẩu Thái ăn. Cái nem mà người ta gọi là nem Bình Định, nem Đồng Nai rồi này kia đó. Chế nhiều thứ lắm chị. Bơ mà lấy bơ ra cuốn bánh tráng mà chấm nước mắm ăn thì chị thử hỏi ăn được không? Đó, mà chế vậy đó chị, ăn uống vậy đó. Cuốn bánh tráng chấm nước mắm. Rồi bây giờ tới em đó Bích. Tham gia chương trình này em có một mục đích giống vợ em không? Dạ có luôn anh. Có luôn hả? Dạ. Vợ em thì lúc mới quen á, thì kiểu là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nhắn tin là dạ thưa đàng hoàng. Đến lúc cưới về mới phát hiện bạn rất là dữ và kiểu là nói không còn nhẹ nhàng nữa mà lúc nào cũng lớn tiếng. Thì em thì em lại không thích lớn tiếng lắm. Một tật xấu nữa là quần áo á, anh thì lúc nào là cũng vô là nhét vô tủ. Đồ trong nhà á, thì em cũng lâu lâu em cũng gặp cho vợ em á, mở tủ ra là nó tràn ra như cái phô mai tràn á. Em cũng gặp lại rồi mấy hôm sau là cũng mở tủ ra lại tiếp tục tràn tiếp. Vợ em cũng là khá là nóng tính và cũng hay cầu nhầu nữa. Mai em mặc cái đầm này á anh, chồng ủi giùm em đi. Thì em kêu em ơi nay mệt quá thì em tự ủi đi. Cũng lấy cái nệm ra ủi anh thì cũng quăng xuống trước mặt em mới bực quá. Em bảo vợ gì mà giữ như quỷ. Tới giờ vợ chồng nhậu em là cái vấn đề là chồng suốt ngày chồng kêu em giữ như quỷ này kia á. Sao chị Vân? Chị Vân nhìn như kiểu thương cảm. Thương cảm á, thấy nó hốt hoảng mà. Nó thảm tốt vậy nè. Em mong vợ em thay đổi cái gì rồi em thỉnh cầu luôn đi. Nhưng mà con tật xấu em chưa kể hết chị. Nói đây còn luôn. Nhiều hôm là em với vợ em là cũng đang nằm thì vợ em cũng xem mấy cái tin tức trên mạng á, là kiểu là chồng đi ngoại tình rồi này kia rồi về mắng chửi vợ này kia, tự nhiên quay qua tát em không biết chuyện gì xảy ra. Không, giống như tự trời vậy đó. Dạ, kiểu như áp đặt cho em bảo đàn ông khốn nạn này kia là anh là mai mốt anh đi ngoại tình là em mà có con là em nhảy tự luôn. Dạ, tự suy diễn ra. Nhiều hôm là em đi đá banh về, bình thường là em 8 giờ về tới nhà, có hôm thì em thì tầm 9 giờ hơn về thì vợ em đuổi em ra khỏi nhà luôn. Tối về hai vợ chồng nằm nói chuyện á thì bảo là kiểu là cũng xem này kia là chồng kiểu là kiếm cớ ra ngoài rồi cũng ngoại tình rồi đi với cô này cô kia rồi kêu bận công việc công tác này kia. Tự nhiên về kêu vô đổ đầu tầm em luôn á. Dạ, tội nghiệp nhỏ hết sức luôn rồi đó. Trời ơi, cao thế là mặt nó vừa thở đứt quãng mà mặt tái đi da nhợt nhạt. Tưởng là sắp mất tới nơi á, thực sự mà nói em à. Rồi, thôi bây giờ nè, sẵn đây nè. Em đâu, nhẹ nhàng, em nói mong muốn thay đổi điều cầu gì? Thỉnh cầu á, trời ơi. Vợ em là bớt càm ràm, bớt nóng tính và suy diễn đi. Tại vì em là lúc nào em cũng dành thời gian, luôn dành thời gian cho vợ từ lúc quen đến lúc cưới. Là vợ em là chỉ có... Em nghe em gớt nước mắt của chị. Dạ. Thôi còn em thì sao? Mong muốn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn chồng em là anh bớt mê điện thoại lại, bớt bắt trend lại, bớt ăn uống đồ chế lại và đừng có kỹ quá em sợ luôn. Mà bạn nói nghe nè, em nói tại sao em lại suy diễn vậy? Em biết em giống như là em ghen giùm xã hội đó chị, em ghen giùm xã hội. Trời ơi em cao cả ghê. Nhiều khi em nghĩ em cũng quá đáng. Bây giờ em xem một bộ phim em thấy cái anh đó mà bỏ cái chị đó hoặc cái ông đó bỏ bà đó hoặc là vũ phu với lại phụ nữ đang quay quậy tán. Mấy cái thằng đàn ông như anh nghe chưa? Mấy cái thằng đàn ông. Trời ơi tội nghiệp thằng nhỏ nữa. Nhưng mà cái chuyện này nó vẫn còn tiếp diễn không em? Dạ em nghĩ là sẽ còn á chị. Hiện giờ cái tình cảm của hai đứa đó là đứa nào yêu đứa nào hơn? Dạ em nghĩ là vợ yêu thương em nhiều hơn. Thực sự á Trinh ơi, em đẹp lắm á Trinh, chị nói thiệt luôn, mà em có duyên nữa. Bây giờ á bớt mạnh mẽ lại chút xíu, thùy mị lại chút xíu cho nó thuần luôn là coi như em perfect luôn. Đúng không? Với lại chú này có đi khám tim chưa? Mặt chú tái chú kể chuyện mặt chú hốt hoảng mà chuẩn bị nói điều gì là quay qua nhìn vợ cái hả? Đừng để cho chú bị yếu tim đó, tội nghiệp chú. Ai nhìn là cũng là biết vợ em kèo trên, mà trong khi đó là em đã xin phép là em cho em kèo trên rồi á. Dạ. Thay đổi lên một chút phải không? Để mà cân bằng với nhau nha. Dạ. Ừ. Rồi xin cảm ơn hai em, mình chúc hai em hạnh phúc. Dạ. À, cảm ơn anh chị. Em. Ừ. Cô dâu giống như là một nàng Bạch Tuyết đó, đi bên cạnh một chàng hoàng tử. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên bảo trì điện ở siêu thị, năm nay em 32 tuổi. Dạ em tên là Lê Thị Thu Trâm, năm nay em 25 tuổi, em làm nhân viên tư vấn bán hàng. Đúng Trâm. DT hết, tình tiền. Chắc lẽ là em đi siêu thị gặp anh này, anh sửa điện, hai người quen nhau đúng không? Dạ không, em với ảnh là hai người làm chung trong siêu thị hết. Em làm nhân viên bán hàng, còn ảnh thì làm bảo trì điện. Chỉ gặp mặt biết mặt thôi nhưng mà không có nói chuyện. Thì trong một cái dịp mà ảnh tạo một cái ấn tượng cực kỳ xấu đối với em luôn. Thì em nhớ rất là rõ là cái hôm đó đó là em đang đi chung với một cái người bạn của em. Thì anh này nè, ảnh mới gọi em ơi tới đây anh hỏi chuyện tí nè. Thì mình cũng tới mình nói chuyện với anh. Thì anh mới hỏi là em có phải là đi chân thấp chân cao không? Đó. Thì lúc đó tự nhiên em chân hững luôn à. Thì tự nhiên cái gọi chưa biết gì hết, gọi lại hỏi vậy làm cho em á hả rất là bực bội trong người, cái là chửi xong rồi bỏ đi luôn, không có nói chuyện. Từ lúc đó đi là rất là ghét anh, ghét lắm. Tính em á thì thẳng tính, thì thấy sao thắc mắc sao hỏi vậy, thì cổ đi qua với cô bạn thì em thấy đi hình như đi học khiển sao á, thì em mới kêu là hỏi vậy đó, rồi cái không nói gì chửi té tát thì mặt em luôn. Không vậy là nhẹ chứ té tát gì đâu. Dạ. Đến khi nào em mới chính thức để ý? Thì cho tới một lần đó, thì khi mà ở trên thành phố này thì em làm thì công việc nó không có được suôn sẻ như ý mình, rồi mất tiền mất đồ là do ở trọ xui lắm. Thì mới nói với bạn là thôi ngày mai tao đi về quê, tao không ở đây nữa đâu. Thì bạn mới nói chứ vậy thôi tao dẫn mày đi ăn hột lộn cho mày xả xui nha. Xong mới nói chứ tao rủ anh Tuấn đi nữa. Thì em cũng đồng ý đi luôn, mặc dù là ghét nhưng mà vẫn đi. Dạ. Đi ăn cho bỏ ghét luôn. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì sau cái bữa ăn đó thì cái cũng đi về, cái trên đường về thì cũng có xảy ra sự cố nho nhỏ, nó vô tình thôi. Thì chạy khi mà em chở thì hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống, vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình, tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy bàn tay hạ xuống đây, cái sau rồi em mới nghĩ bụng trời ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Mà xong trong tâm em là nó cái tay nó rớt là vô tình hay là cái tay nó vô tình anh Thuận ơi. Cô ấy cũng đi im, là thấy thích này, thấy không có phản ứng gì, thôi cũng để im luôn. Là em thấy vậy em cũng để im luôn. Cho cứ vậy là chạy tới nhà, thì tới nhà cái xong ảnh nói chứ em ơi em có muốn đi thêm một vòng nữa không, mà lúc đó là gần 12 giờ khuya rồi, còn rủ đi thêm một vòng nữa. Thì em cũng nghĩ bụng nói ông này chắc phải có cái vấn đề gì nè, nhưng mà em thì em không có đồng ý, tại vì ngày mai là mình về quê rồi. Rồi ngồi nói chuyện thì cuối cùng mình cũng không còn gì để nói, em mới bày trò để hai đứa chơi chứ giờ ngồi không biết có làm gì, hay bày trò hai đứa chơi. Cái bài trò gì không? Rủ chơi đánh bài. Dạ chị mà tưởng rủ chơi banh đũa là bài trò chơi đánh bài. Dạ. Bài ăn hung hả? Đúng rồi rủ đánh bài ăn hung. Vậy là giờ chị hiểu rồi, chiêu của tụi em có nhiêu đó. Vậy mà có hiệu quả chị, hiệu quả. Cuối cùng có hung được cái nào không? Dạ, cũng may thắng được một ván. Cũng được hôn cái không ở đâu, hôn gò má. Hai đứa hôn nhau thì bắt đầu chính thức quen nhau. Rồi sau cái vụ hôn gò má đó thì bao lâu rồi lấy luôn? Thì khoảng 2 năm thì kết hôn. Dạ, 2 năm thì kết hôn. Dạ, hai người có con chưa? Dạ chưa, đây là cái điều mà em rất là muốn nói trong chương trình này. Gì à? Nói đi em, nói đi. Là hả, khi mà cưới về thì ngay cái ngày đầu tiên cưới luôn, em có nói vậy nè: anh ơi khi nào mình có em bé? Thì anh mới nói là 2-3 năm nữa đi em. Thì em mới nói giờ kinh tế chưa ổn định thì mà 2-3 năm nữa mình có thì cũng không có sao hết. Cái bây giờ hiện tại là 2 năm 8 tháng rồi, em vẫn hỏi lại câu đó, vẫn trả lời là 2-3 năm nữa đi em. Là thêm 2-3 năm nữa là không có chịu sinh. Thì tại em đi nói cùng mấy đứa bạn đi chơi với nhau á, thì thấy mấy đứa cũng có con có em bé, em thấy Trâm thấy cực quá, nói thôi bây giờ còn trẻ thôi, thoải mái ăn chơi thoải mái thời gian nữa đi, rồi có con rồi. Có phải đó là nguyên nhân không? Nhưng mà đôi khi chồng em không có hiểu một cái số vấn đề về em, giống như là em đi làm nè rất là áp lực về cái chuyện đó, thì ai gặp cũng hỏi Trâm ơi Trâm mày lấy hả mấy năm trời mày không có mày biết luôn cho mày coi đó, thì làm cho mình cũng buồn chứ. Về mình nói chồng mình ơi từ thôi sức đầu em nghe người ta nói ăn chi chứ mệt, cứ giống như mình chơi cho đã đi. Nhưng mà ngộ lắm, chồng em vậy nè không cho vợ đẻ mà cho cá nữa. Ủa là sao? Cá kiển á, chồng em rất là thích mê cá kiển, bỏ 50-60 ngàn ra mua 2-3 con cá kiển về, cái xong rồi hả ép cho đẻ, ép cho đẻ, bắt em té coi con cá nó nằm như vậy là đẻ đó em. Ép cá đẻ mà không ép vợ đẻ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, chắc có lẽ là ổng thấy con cá nó đẻ cho nên ổng sợ vợ ổng đẻ như cá bây giờ không. Đúng không? Nuôi cho cá đẻ thì có cái mà chơi, có cái mà tiêu khiển xả chết, nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm nên từ từ. Đó, không cho sanh rồi cứ mê cá thôi, rồi nhiều lúc em bực là em quát đó. Lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Em rất là bực trong những cái chuyện đó. Ngoài cái vấn đề là mê cá như là mê ép cá đó thì chồng em còn mê gì nữa không? Có mê gái. Ai cũng mê gái chứ. Dạ. Không mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn mê gái. Đàn ông thì ai cũng mê gái mà khẳng định là mê gái đặc biệt là phải dữ lắm ạ. Làm sao? Chị biết sao em nói vậy không? Là khi mà em lên trên cơ quan ảnh chơi thì có cái chị đó, chị đang mang thai thì chị mới nói là em ơi thằng Tuấn á em, trên siêu thị á già trẻ lớn bé bầu bì nó bao hết, không chừa một ai hết trơn á, nó nói với em vậy. Rồi có một lần em cũng lên đó chơi thì gặp một cái bạn gái đó thì đang đứng trong quầy hàng á thì mới dẫn em lại giới thiệu em giới thiệu với em nha, đây là vợ của anh, còn giới thiệu với vợ đây là bạn gái của anh. Trời ơi em nói hả, trong lòng lúc đó tức muốn điên luôn đó mà không làm gì được ổng. Là giới thiệu cho vui thôi chứ giờ nếu bạn gái thiệt em đâu có dám giới thiệu vậy anh Thuận. Đúng rồi, giới thiệu cho vui chứ cũng vui không có ý gì hết. Nói chung là ý tưởng là vui thôi nhưng mà vợ tưởng không thấy vui. Dạ đúng rồi. Thật xấu của em là hay như là mê gái, bây giờ thích bao la thôi với các cô gái. Vậy thì thật xấu của vợ em là gì? Vợ em có tính là cứ say bạc chồng. Ví dụ như thời gian mà em rảnh á thì em chăm cá, ngồi cho cá ăn, hay là rảnh nữa thì đọc báo, cằn nhằn léo nhéo, anh ơi phụ em quét nhà, anh ơi phụ em phơi đồ, anh ơi đổ rác đó, có cứ công việc thì có nhiêu đó thôi mà cứ ngày nào cũng léo nhéo. Nói chung mà thấy em mà ngồi mà rảnh là phải kêu bắt làm cái này làm cái kia cho bằng được. Chứ có cái nữa là hay vòi tiền. Hay vòi tiền rồi hả? Hay moi tiền của em. Hai vợ chồng thỏa thuận lúc đầu rồi, tháng lương của em thì sẽ cho cô ấy một nửa để lo cho chuyện gia đình, còn một nửa thì em xài riêng. Những lúc bạn bè cà phê cà pháo vậy đó, nhưng mà tìm mọi cách để moi cho bằng hết cho bằng được. Không mà em á, em moi nhưng mà em không có mua đâu, mặc dù em xin mua đồ mua quần áo ngoài kia nhưng mà em không có mua. Em chỉ thấy chỉ sợ là trong bóp chồng em á là đôi khi có nhiều tiền quá cái xong bắt đầu mình tiêu xài phung phí, rồi mình bạn bè rồi mình nhậu nhẹt phung phí thôi. Em đó, em chỉ muốn tiết kiệm cho hai vợ chồng thôi. Đặc biệt cái cô ấy nuôi heo á mà lấy tiền em bỏ heo không à. Cứ xin em á, anh ơi cho em tiền lẻ em bỏ ống heo. Anh nói không, anh không có tiền lẻ, rồi tự động lại lấy tiền chẳng bỏ luôn. Với lại nữa hay kiểm tra điện thoại. Đi làm về mà để điện thoại xuống là canh lại bóc coi cái số nào mà lạ ha là hỏi cho bằng được, hỏi ở số này của ai, hỏi tới hỏi mà phải em nói ra ở người đó là vậy ở đâu vậy đó mới chịu. Giờ nếu mà để mà em muốn cái sự thay đổi của vợ cho em chọn một thì trong những cái theo như em kể đó thì em muốn vợ em thay đổi cái gì? Có một cái thôi hả chị? Một cái thôi. Chọn một cái suy nghĩ cho kỹ. Vợ bớt lục bóp moi tiền của chồng. Nhiều khi có độ riêng đi không được. Nếu chị mà là em một cho điều ước á, thì là ước vợ đừng có kiểm tra điện thoại. Còn cái chuyện lục bóp mình á, tiền á, gọi là của chồng công vợ tích cóp lại đó nuôi heo mốt cho ngược lại em chứ cho ai. Đó, còn cái việc kiểm tra điện thoại chị nghĩ vậy nè, cái chuyện mà điện thoại đó Facebook nè rồi trên mạng làm sao em kiểm soát được? Dạ đúng không? Dạ. Bây giờ em giữ cái hồn của chồng em, giữ cái xác làm cái gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Đó cho nên rằng chị nghĩ rằng em càng biết nhiều trong cái điện thoại đó nó có cái gì, hoặc trên Face, trên cái gọi là cái hộp thư riêng của chồng em có cái gì nhiều thì em càng mệt. Dạ đúng rồi. Cái đó chị nói thiệt. Dạ em cũng mà càng làm nó càng lén mở tài khoản khác hoặc là kiếm một cái sim khác để mà ấy cũng vậy thôi. Đó cho nên rằng là vợ chồng ở với nhau á là ở bằng cái nghĩa cái tình, ở lâu dài, ở suốt đời, chứ mình cũng không thể nào mà giữ chồng mình cả xác cả hồn mà bên cạnh mình 24/24 được. Theo chị thấy là mình để nhẹ cho mình đi, mình bỏ vụ kiểm tra điện thoại, bởi vì nói chứ hai vợ chồng làm gì làm vẫn là hai cá thể riêng biệt trong cái thời đại này. Đó, còn nếu mà để cho em chọn một trong những cái thay đổi của chồng em thì em sẽ chọn cái gì? Thì đó, thì em hồi nãy em nói rồi đó, bớt chọc con gái lại đi. Nói chung là mình bây giờ hồi đó mình chưa có gia đình đó thì sao cũng được, bây giờ mình có gia đình rồi thì mình bớt lại cái mối quan hệ nó bớt lại với đặt con trai thì bình thường thôi, là cái cách nhưng giao tiếp gái mình xã giao thôi không. Chứ cái ý của vợ em theo chị là đúng như vậy nè, em xã giao khác mà em bị vượt cái ranh giới xã giao đó lại là khác nữa. Chị nói em nghe, ví dụ ngày xưa khi mình chưa có gia đình, mình gặp những cái người con gái đồng nghiệp bạn bè mình nói ý bà xã hoặc là ý cục cưng hay gì này kia, đó là bình thường khi mình chưa có vợ, chưa có gia đình. Nhưng bây giờ trước mặt vợ mình nói vậy thì cái cô kia, cô sẽ cảm thấy rằng em không tôn trọng vợ em. Mà em phải nhớ một điều á, là khi mà người ta tôn trọng vợ em có nghĩa là người ta tôn trọng em. Nói chung là mình giữ qua giữ lại vậy là tốt cho cả hai đứa. Đó, cho nên rằng á, cái đó thì bỏ được mà, đúng không? Tại vì thay vì giới thiệu là ở đây là người yêu anh thì đây là giới thiệu đây là cô bạn đồng nghiệp. Dạ. Thay đổi. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Chúc em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Chào anh chị. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Anh giới thiệu trước đi. Em là Nam Anh. Thì em sinh ra ở Sài Gòn, mình cũng lớn lên ở Sài Gòn mình luôn. Thì em bà xã em đây. Nam Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, công việc gì? Năm nay em 36 tuổi, công việc em làm về công nghệ thông tin. Dạ. Rồi. Mời bà xã Nam Anh. Dạ, em kính chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Hà My. Hiện tại con làm trưởng phòng đào tạo doanh nghiệp của một cái thương hiệu thẩm mỹ. Năm nay con 32 tuổi. Tức là hai đứa không có làm một cái nghề gì mà liên quan đến showbiz với nghệ thuật đó, đúng không? Dạ không hề. Nhưng mà biết sao vừa bước ra nhìn hai đứa và nhìn phong thái hai đứa, anh cứ tưởng đâu là hai đứa là diễn viên hay là người mẫu gì không à? Không biết chị thấy gì không? Chị thấy y vậy luôn á, đúng không? Đó, và bất ngờ là với một cái dáng như thế này, với một phong thái như thế này mà đó là làm nghề công nghệ thông tin. Thì anh cũng rất là bất ngờ. Cái này là số phận đưa đẩy thôi à. Chứ hồi xưa là cũng có coi cô Hồng Vân đóng Trong Nhà Ngoài Phố rất là mê. Chứ thật sự là hồi xưa là có ước mơ làm theo nghề nghệ thuật. Nhưng mà nói chung là cuộc đã sống đẩy đưa cuối cùng thành công nghệ thông tin. Vậy đó hả? Đẩy hồi công nghệ thông tin. Rồi, bây giờ hai bạn kể cho anh nghe đi, cái lần đầu tiên là hai đứa gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau không? Em muốn kể trước đi. Thì em hay nói với bà xã em, nói vui á là bà xã em cua em. Anh cũng nói vậy đó. Đúng rồi, đấy đó, thật sự là giống như là một cái lấy lý do của đàn ông mình giữ lại cái danh dự, một chút cái danh dự của mình thôi. Nói gì vậy? Không cần phải nói điều đó ra. Tại vì đi đâu tôi cũng nói vợ tôi cua tôi hết. Đúng rồi, em cũng nói vậy đó. Nhưng mà cái thật sự ra là bà xã em cua em thiệt. Cái gì? Kệ đi, không sao. Nói chung á là bây giờ chị em phụ nữ mình thấy chủ động nó cũng có cái hay, đúng không? Bây giờ là thời đại nữ quyền rồi, cho nên cái việc mình chủ động trong mọi trường hợp, nó không có cái gì mà mình phải chối cãi trơn á. Đó, nghe chưa em? Đúng không? Em vợ của anh nghe chưa? Đó, chị Dân đang đề cao tất cả các cô bạn gái, các cô vợ trong thời buổi ngày hôm nay. Chúng ta không có gì mà ngại ngùng khi mà chấp nhận một chuyện là ngày xưa chính các em là những người cua chúng tôi. Nè, chị nói cho em biết, thực ra bây giờ trái đất nó xoay vòng, nó trở lại cái điểm ban đầu thôi. Ngày trước á, cái trái đất này hình thành á, là đầu tiên là chế độ mẫu hệ. Vua là phụ nữ là cai quản hết, nắm hết mọi thứ. Đó, rồi cũng dần đẩy đưa rồi đó, qua một cái thời gian là mình cũng bị làm nô lệ đồ này kia nọ ha, này kia kia. Rồi bây giờ trở lại cái thời xuất phát, có nghĩa là nữ quyền lên ngôi. Mình phải tự thôi, chấp nhận gì đi. Rồi chấp nhận gì thôi, cứ vậy đi, chuyện đó là vậy. Rồi bây giờ tiếp tục, sau này Nam Anh của cô em sao? Cái lần hẹn em nhớ là thứ hai thứ ba gì đó, đang ngồi uống cà phê. Nó ở đâu? Tại sao hai đứa biết nhau? Tại sao hai đứa biết nhau mà đó là do cái thực sự là do được làm Mai. Em được chị em làm Mai, còn bà xã em là được bạn làm Mai. Là ở Sài Gòn hay là ở Sài Gòn? Hai người gặp nhau ở Sài Gòn. Cách đây mấy năm? Cách đây 4 năm trước. 4 năm trước. Thì em nói thật sự ra mà nói là lần đầu gặp bà xã thì bà xã là một người trong những người, không phải là một người phụ nữ duy nhất mà làm cho em bị cứng họng. Bị đơ đó, bị đơ đó. Đúng ra là hẹn hò với bà là em không biết nói gì nữa. Không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Nó có hai lý do, một là do là mình bị đơ cái nhan sắc của cổ. Con chưa biết luôn á con. Thứ hai có thể là do cổ nói nhiều quá. Dạ không. Thứ nhất là cái thần thái, đúng rồi. Thấy chưa? Cái thần thái của bà xã em khiến cho em không thể nào nói lên, là giống như là mình bị cứng họng trước bà xã, mà trong khi đó là mình cũng thuộc dạng lúc đó mình cũng trải đời nhiều, ba mấy tuổi là cũng đã trải đời nhiều mà chưa bao giờ bị cái trường hợp mà bị một người phụ nữ mà làm cho mình không biết phải nói gì hết. Nhiều khi là phải đợi bà xã nói trước mình mới dám nói, chứ không dám bắt chuyện. Thần thái một phần thế nên, nhưng mà thế đấy là cái bây giờ cái điểm đấy là em chưa kịp làm gì hết mà đang ngồi qua cà phê tự nhiên bà xã hôn em cái chóc. Là lần đầu tiên luôn. Anh kể tùm lum tà la. Giờ là hỏi là bà xã cô em hay em cô? Là lần đầu tiên luôn. Không, cái đó là lần hẹn thứ hai hay gì đấy. Rồi bây giờ thôi. Thôi để vợ nói đi. Kể đó. Bây giờ về phía. Để vợ nói đi. Thì đó bây giờ em đang hỏi nè. Để nữ quyền người ta nói đi. Cô ấy nói đi. Đâu? Trời, anh này anh kể giống như là chính xác là như trailer vậy đó chú. Có nghĩa là chỉ cho người xem thấy những gì mà người xem muốn thấy thôi. Tức là nó bây giờ là mình kể phần sau. Đầu tiên á, thật sự là Tụi con gặp nhau á là một tháng á, là đúng một tháng là ảnh cầu hôn con rồi. Và tụi con gặp nhau là qua mai mối. Thì lúc đó là đầu tiên là con đi Singapore với bạn con, đi đón giao thừa đầu năm. Cái xong rồi bạn đó là bạn thân, thì cũng than quá trời ơi, ế quá. Tại vì lúc đó là cũng chia tay người yêu được, chia tay người yêu cũ là được một thời gian rồi. Thì than cho vui vậy thôi, mà ai ngờ vừa mới bay về nước xong cái ăn Tết, xong qua Tết cái là gửi hình kêu hả đi gặp người này, đi làm mai người này người kia đó. Cái làm mai nó trời ơi, nó chơi không làm thiệt hả? Mà làm mai rất là nhiệt tình nha, có nghĩa là làm mai không chịu đi rồi. Là hả còn hả phải đu đeo ra rất nhiều người nói thêm vô, là một tuần sau đó là cuối cùng là con mới chịu gặp. Thế đến lúc mà gặp anh này xong thì tại vì bạn thân của con là chơi thân với chị gái anh này. Chị gái anh này thì hàng ngày là ha em tao nó ế quá, mệt mỏi quá, giống như là ha kiếm ai cho nó đi, trời ơi kiếm ai cho nó đi chứ không sợ để vậy nó bd mất làm sao, kiểu vậy á. Cái tại vì thấy anh con nghe kể rồi nha, trời tại vì thấy không có thấy ra ngoài cô gái, mình thấy tối ngày ở trong phòng rồi xong mình không có ra ngoài gặp bạn bè, gặp ai thì sợ vậy đó. Có hiểu rồi đúng không? Đó là những kia đó. Đó cái xong rồi mới đi ra gặp, thì lúc đó là đi ra gặp ở quán cà phê Highland ở ngay Phố Mỹ Hưng nè. Cô cái bạn con thì gọi điện rồi đó, nè tôi nói bà nghe nè, bà có thể ăn bận đồ mà xấu hơn thường ngày một chút được không? Cái nói ủa người ta đi làm mai ví dụ như đi gặp mặt như vậy là phải kêu bận đồ đẹp lên chứ tại sao lại kêu bận đồ xấu đi? Nói tại vì bà làm lố á, bà lúc mà ngày nào mà cũng lố hết, bà bớt lố đi được không? Giống như là bớt lại cho người ta đỡ ngộp được không? Là hôm đó là con thật sự là bận đồ rất là bình thường đúng rồi. Rất bận đồ gì? Bận một cái đầm bình thường, xong rồi thì lúc đó tóc con dài tới đây nè, rồi xong rồi con uống vậy thôi, đâu có làm gì nữa đâu. Có sexy không? Tôi đang tính hỏi. Không hề sexy. Bà xã em không có phải là theo con không có phải là nó, nhưng mà cái đầm của con là đầm ôm hay là đầm thùng? Đầm xòe ra, đầm xô ra, xòe ra hay là cái bình thường chứ đầm không có đầm ôm luôn. Đầm ôm thì mới là sexy. Mà kính cổ tới đây nè, tay có tay nữa. Tại vì cái gu của con cũng phải là gu sexy. Vậy chứ có gì đâu mà thần thái gì mà làm cho con làm cho cưng đơ họng là sao, cứng họng là sao? Cái đấy là nhìn ở đâu mà cưng bị cứng họng, phải có một cái điểm ví dụ như là không phải là cái cách ăn mặc, cái cặp mắt, cái cặp mắt và cái khuôn mặt. Cái khuôn mặt và cái thần thái của bà xã chứ không phải là về cách ăn mặc. Cái hồn đó nó cái hồn đánh vô mình, cái mình bị đơ, mình bị cứng hồn luôn. Mà coi như là mình ngồi sau mình đi đóng mất tiêu. Rồi bây giờ nè chú hỏi nè, khi mà con gặp ảnh á, cái lần đầu tiên con ấn tượng gì về ảnh này không? Ấn tượng lần đầu gặp ảnh là trời ơi này cao quá. Chú nói trời gì mà cao quá vậy trời. Tại vì từ đó giờ với cái chiều cao của con á, con gặp rất là nhiều người rồi thì con thấy là đa phần ví dụ như là con cao 1m65 đi, mà thói quen hàng ngày của con là con mang guốc 10 phân thì cộng lên nó sẽ là 1m75. Cho nên là đàn ông Việt Nam trung bình mà trên 1m70 đi, tại là ngang con không à. Con đi làm con gặp nhiều người đó nhưng mà không có ai có chiều cao nổi trội, mà mình mang guốc tất rồi mà đi ông này còn cao hơn mình một khúc nữa, cao hơn mình nguyên cái đầu nữa, trời cao quá. Còn bận đồ thì đầu tóc thì bù xù, xong rồi bận cái áo thun, xong rồi đi đôi dép lết. Trời, nói chung là tại vì con là một người gọi là con nghiện thời trang á, mà gặp ông này là giống như là lôi thôi anti thời trang. Đó cho nên là đó ăn mặc rất là lôi thôi, đầu tóc thì vậy đó. Vậy là con cưng cao 1m bao nhiêu? Dạ 85 mà hay ăn gian lên 86. Wow. Tại vì mang dép đi guốc rồi mà vô nó lên được tóc. Đi guốc rồi mà vẫn còn bị cao hơn 10 phân đúng không? Dạ. Nhưng mà nói gì nói là phút ban đầu là hai bạn đều có một ấn tượng đẹp. Dạ đúng. Kia. Đúng không? Phải thấy ấn tượng. Thì cho nên là mới điến, còn bên này thấy anh này cao ráo, cao mình làm rõ ràng chắc chắn có ấn tượng. Đầu bù tóc rối. Đó. Ấn tượng bên đây cũng không tốt hung. Không, mà có chiều không cao. Không có tốt hung, chỉ có chiều cao đó. Mà con gái thường thích cao lắm. Đó. Đúng rồi, con thích cao. Rồi, sau đó thì là coi như là cái buổi đó là toàn là con chiếm diễn đàn, con nói không đúng không? Con đâu nói gì đâu, tính con hai đứa hoàn toàn buổi đó không nói chuyện, là hai đứa không ai nói luôn. Có nói vài câu, nói chung là cũng có tiếp xúc, trao đổi vài câu nhưng mà thấy cái cô nàng này gần như là không muốn trả lời mình. Thì mình cũng bị chán trường, bữa đó chán trường đó. Dĩ nhiên không là chán trường mà giống như là có nghĩa là chắc là cô này còn chưa muốn nói chuyện với mình. Thì dĩ nhiên đối với một người đàn ông thì mình phải tìm cách tấn công chứ. Nhưng mà Nam Anh thích suy nghĩ rằng là Nam Anh có đọc được trong ánh mắt của cô ấy là nó trời sao không luôn anti fashion đúng không? Em không phải anti fashion mà em theo phong cách tối giản. Nhưng mà không có nhìn vô trong mắt của cổ á. Ý là em có cảm nhận. Cổ không nhìn em luôn. Tức là Nam có cảm nhận á, Nam Anh có cảm nhận là hình như là bạn này á, bạn hơi coi thường mình về gu thời trang không? Không có. Không thấy gì luôn. Nhưng mà thôi bây giờ lần một là coi như là giao lưu đi. Rồi cái lần hai thì không biết như thế nào. Lần hai ổng có dọn dẹp lại không? Hay là ổng vẫn lôi thôi như vậy? Lần hai ổng đâu dọn dẹp, ổng lột xác luôn chú. Là sao đâu kể coi. Có nghĩa là hôm đó, sau hôm đó về á, là coi như là đến tối hôm đó thì con vô cái con mở thử cái hộp tin nhắn tin nhắn gọi là sao ra những người mà chưa có được làm friend của mình thì người ta gửi tin nhắn cho mình qua Facebook thì mình đâu có nhận được đâu. Tin nhắn chờ. Đúng rồi, mình phải mua cái tin nhắn chờ đó, thì con thấy ảnh nhắn tin cho con này, con mới nhắn tin lại. Thì ngay hôm sau là ảnh mời con đi ăn với đi coi phim luôn. À, đấy, cái điểm đấy anh thấy không? Có nghĩa là tin nhắn chờ sẽ không bao giờ thấy được đến khi thật sự người ta tìm vào trong cái tin nhắn chờ là mình quan trọng. Có nghĩa là người ta đã đang chờ đợi tin nhắn của mình, người ta mới vào đó người ta kiểm tra. Rồi tôi rất muốn biết cái lần thứ hai anh lột xác như thế nào. Em chỉ em đơn giản là em mặc cái áo sơ mi với mặc quần tây thôi, còn trước đó là em mặc quần jean áo thun. Nhưng mà thực sự là do em đi theo cái phong cách tối giản là em không có mặc đồ style quá nhiều, quá có logo là hoa văn gì nhiều. Đâm ra bà xã kêu em lôi thôi, tại vì bà xã em là theo cái phong cách đẹp lộng lẫy, còn em lại ngược lại là em tối giản. Em tối giản đến mức mà nhiều khi em cũng thấy hơi quá. Rồi bây giờ hỏi nè đó. Lần thứ hai sao nè? Dạ lần thứ hai thì ảnh có một cái là mới gặp ngày hôm sau luôn nha cô, mà ảnh đi hớt tóc. Đó, ảnh đi hớt tóc, ảnh rút gel lên, rồi ảnh bận áo sơ mi, mà áo sơ mi mà đàn ông mà muốn bận một cái áo sơ mi như vậy đến gặp bạn gái lập tức phải bỏ thời gian ủi rồi đúng không? Đúng. Quần cũng ủi luôn, đúng. Rồi xong rồi mang giày tây, rồi xong rồi nước hoa nồng nặc. Rồi như vậy là phải đúng không? Chính xác. Cái này có chuyện không nổi. Ông kết liền đúng không? Ông chịu không nổi phóng vô hung đó. Thật là trộm có đó cô đừng lại nói lần hai không mà. Lần hai là phóng vô. Không phải lần hai, không phải lần hai mà lần thứ n sau đó. Lần thứ ba, lần thứ hai, thứ ba trong cái khoảng thời gian đó ở gì lúc đó anh bị đơ. Nói tóm lại là lần hai chưa hung. Không phải lần hai đâu, anh nhớ lộn rồi đó. Em chỉ nhớ là đâu đấy là lần thứ hai hay lần thứ ba gì đấy, là đang ngồi quán cà phê đang ở Crescent Mall mình nè, thì bà xã mình đang ngồi ngơ ngơ cái bà xã hung mình cái chốc. Lần thứ là cái lần đó lần tỏ tình. Thì lần đó là anh nhớ lộn rồi, chắc anh chăm con nhiều quá anh không nhớ lộn rồi. Thôi bây giờ nè, mình tới được luôn cái phần kia đi. Đó là sau cái lần thứ hai đi coi phim đó. Thì đến bao lâu thì Nam Anh mới tỏ tình với bạn? Cũng nhanh lắm, em nhớ là hai đứa biết nhau đúng 3 tuần. Và trong 3 tuần đó hình như gần như tuần nào em cũng tỏ tình cả. Và cả 3 lần tỏ tình đều thất bại. Ồ vậy hả? Bà xã em khi mà tỏ tình bà xã em từ chối. Nói em nhớ là em cũng có set up đàng hoàng, là cũng có romantic dinner, là có mời đi ăn rồi set up đàng hoàng, rồi tặng hoa, rồi cũng có mọi thứ là làm không khí hết. Nhận một cái chữ không. Wow, lý do tại sao? Đó. Và đến lần thứ ba em mới biết được lý do tại sao. Thì là lần thứ ba là bà xã, em nghĩ đến lúc đó là tuần thứ ba rồi, thì bà xã mới nói là em không có muốn kiếm bạn trai. Bà xã nói với em là em không tiếp nữa. Bà xã nói là không có muốn kiếm bạn trai. Và đến với cái giai đoạn này bà xã chỉ nói là nếu mà thấy được thì tiến tới luôn. Bà nói câu đó thôi thì anh chơi lớn với em. Tới luôn, chơi lớn với em. Đúng rồi. Giờ đó mà bạn trai chi nữa đúng không? Được thì là mình làm đám cưới luôn. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ 29, 28, 29 gì đó. Còn trẻ chán. Gần 29 hay sao đó. Không, cái tuổi đó là phải lấy rồi. Có nghĩa là nghiêm túc là được, là tới là tiến tới hôn nhân luôn. Thì bà xã nói như thế là bạn trai. Bà xã là bỏ luôn giai đoạn bạn trai, được là tới luôn. Đã lên đến thứ ba là em biết là. Rồi rất muốn biết cái cảm giác của Nam Anh khi mà bà xã bà nói câu đó ra. Thì cảm giác của bạn như thế nào? Ngạc nhiên. Em cũng nói là chưa bao giờ em gặp một cái trường hợp như vậy. Thật sự là cả đời mình không nghĩ là mình sẽ gặp một cái trường hợp như vậy. Và nó cũng có một cái cảm giác mà nó khá là lâng lâng trong lòng, là bởi vì mình kiếm được một cái người mà giống như là có trùng với suy nghĩ với mình luôn. Tại em cũng ở một cái giai đoạn em cũng đã trưởng thành, cũng đã khá trải nghiệm quá nhiều về tình yêu, nên em cảm thấy mình cũng quá mệt với cái chuyện mà mệt đi tìm hiểu, rồi bắt đầu lại yêu đương, rồi lại cãi nhau, rồi lại bất đồng, rồi dẫn đến lại không giải quyết được, rồi lại chia tay. Ủa, nhưng mà với một cái người như Nam Anh như vậy nè, đẹp trai nè, cao lớn như vậy, mắc mớ gì mà phải gọi là quen bạn gái bằng cách là giới thiệu ta? Tại sao lúc đó là Nam Anh lại không có bộ? Dạ em chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai cao lớn. Có cao mà 1m80 mấy mà không cao là sao? Em không biết, như đó là cái mặc cảm của em từ nhỏ lớn, em cảm thấy mình không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà lúc mà gặp mà vợ là lúc ấy 30 mấy đúng không? Dạ vâng. 30 mấy rồi. Bao nhiêu mối tình? Rồi bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có bao nhiêu mối tình, thì đa số là những cái mối tình trước của em đều nghiêm túc, và các mối tình đều tính theo năm cả. Nhưng mà chưa có một cái mối tình nào đó đến đâu cả. Thì đấy, thì đến cái giai đoạn đó em cũng cảm thấy mệt mỏi chán nản. Mệt mỏi và mình cảm thấy là mình không muốn cái việc mà cứ tìm hiểu, tại vì không có cái gì hoàn hảo, cứ càng tìm hiểu sẽ càng nhìn ra được cái sai, nhìn ra cái lỗi, và mình cứ lại cứ phân vân, rồi lại cứ chờ đợi sửa đổi, chờ đợi một cái sự thay đổi. Nhưng mà chờ hoài thì nó không có tới. Và tới khi chờ tới cô này nói cái đúng cái suy nghĩ của mình, đúng cái ý của mình luôn. Nhưng mà anh đang tò mò không biết nha, trong 3 lần mà anh tỏ tình với con đó thì 3 lần nó có khác nhau không hay là nó giống nhau? đó. Và tại sao tới lần thứ ba thì con mới nói ra cái lý do đó? Thật ra như vậy là tại vì sau này con mới biết, anh kể thì sau này con mới biết là ảnh yêu ai cũng nghiêm túc á, tính theo năm không Mỹ, thời gian rất là lâu luôn á. Còn không giống như con là con yêu là con nói chung là sao ta? Nấu chán hả? Con biết sao, tức là đôi khi á, chỉ vì một cái hành động nhỏ thôi mà con tụt mút là con cảm thấy con muốn tiếp tục mối quan hệ đó luôn á. Chắc con hơi cà chớn kiểu vậy. Cũng biết sao cái tính con vậy nữa. Nhưng mà cái lần thứ nhất á, ảnh tỏ tình, ảnh tặng con cái gì? Rồi ảnh nói cái câu làm sao? Thật ra thì á, là ảnh sau cái lần mà gặp nhau mà làm mai đó thì sau đó 1 tháng 30 ngày là ngày nào anh cũng gặp con hết, là ảnh ở đứng nhà con từ 8 giờ sáng cho đến chiều anh chở con về, là sáng anh dậy chạy qua ảnh chở con đi làm mua đồ ăn sáng, trưa chiều anh đón con, anh chở con đi ăn, anh đưa con về nhà. Nói chung con không có một cái ngày nào mà con gọi là có một cái thời gian rảnh luôn á. Rồi có ai cô ai đó cũng thấy không cái mình như trên là mình ngày nào là anh cũng đưa đón con đi làm đó, là coi như con không có thời gian gặp ai hết, là ngày nào cũng gặp ảnh, ngày nào cũng gặp ảnh thôi. Rồi về quý vị hiểu rồi ha. Cái xong rồi anh tặng hoa cho con, mà anh này anh cũng rất là tinh tế luôn, là anh tặng hoa cho con là anh phải tặng đúng cái loại hoa con thích nè. Chắc con cũng chứa ra anh thấy đúng là mua hoa nhập khẩu là màu gì như thế nào, giấy gói bên ngoài làm sao, đúng gu ra làm sao. Rồi anh tặng định kỳ vậy đó, anh ship đến công ty rồi kèm theo thiệp trong đó ghi nội dung các kiểu. Nói chung là anh rất là chỉnh chu luôn đó. Mà cô muốn biết cái lần tỏ tình đầu tiên đó, lần tỏ tình đầu gì, anh nói câu gì mà con từ chối thẳng thừng? Thì anh hỏi là bạn gái của anh nha. Rồi con nói sao? Con mới nói giờ không phải, giờ thời điểm này chưa phù hợp. Đó là lần thứ nhất, là một lần nhói tim rồi đó. Đó, tan vỡ. Lần thứ hai, cách lần thứ nhất bao lâu? Ví dụ như trong 1 tháng đến ngày cầu hôn thì ví dụ trung bình thì tuần anh cứ tuần một lần cho đến cái lần cuối cùng là cầu hôn luôn á. Rồi cái lần lì thứ hai, lần lì thứ hai là anh cũng vẫn cứ hỏi con là làm bạn gái của anh không. Thế con mới nói rằng là anh nói gì ta, lần thứ hai con mới nói là hình như là cái lúc đó là con cũng từ chối không, nhưng mà anh không có biết lý do. Xong rồi tối về anh gọi cho con thì con mới nói là bây giờ nếu mà con mới nhắn hay nói gì đó, con mới nói bây giờ anh chị làm người đàn ông trong bóng tối của em không? Có nghĩa là anh ở bên cạnh em, anh làm người yêu của em nhưng mà không có ai biết sự tồn tại của anh đó, thì anh chịu được không? Thật ra lúc đó là con muốn test cái anh này. Nếu mà cái người đàn ông đó mà ok chịu cái điều đó, có nghĩa là anh này không có phải là người đàn ông, không phải là một mối quan hệ bình thường. Đúng rồi, anh này phải chỉ là đàn ông, có nghĩa là chấp nhận mình không có lại gì của cái người phụ nữ hết, chỉ là người trong bóng tối vậy thôi đó. Đó. Đi chơi cho vui thôi, không cần công khai đó, kiểu vậy đó. Đúng rồi. Nếu mà anh đồng ý con cũng không chịu nữa. Rồi nhưng mà bữa đó anh nói sao? Thì sau đó thì anh cũng không đồng ý luôn. Con nói không đồng ý cho nên con mới tiếp tục gặp tiếp. Xong rồi đến lần thứ ba đó, lần này anh cũng set up này nọ đi ăn tối nha, tặng hoa các kiểu. Đến lần thứ ba anh hỏi là có làm, anh vẫn tiếp tục là anh không muốn làm người đàn ông bóng tối nhưng mà là bạn gái anh không, muốn chị là bạn gái anh không. Thì lúc đó con mới trả lời là em nói thiệt là giờ em không có muốn ai trong cái danh sách của em mà làm gì là làm bạn trai của My, làm người yêu của My, làm chồng sắp cưới của My nữa. Em quá mệt mỏi cái danh sách này rồi. Đó thì em nói em không cần người yêu, chỉ cần chồng thôi. Cái xong đó con cũng về nhà cũng bình thường. Đó, cũng về nhà cũng bình thường, cũng anh cũng qua cũng đón con đi làm, cũng ăn uống nói chuyện tiếp. Rồi xong rồi sau khi mà con nói vậy anh suy nghĩ là xong rồi đến đó tiếp theo anh cầu hôn con luôn. Là lần thứ tư là cầu hôn luôn. Lần thứ tư anh cầu hôn, thì con cũng ok, con nhận lời. Con lần thứ tư á, khoan chú đang muốn tò mò là lần thứ tư nó có hoành tráng không? Không hoành tráng, không hề hoành tráng luôn. Lúc đó là coi như là một cái hành động bộc phát luôn. Như thế nào? Là em bữa đấy em chở mà bà xã em về đi chơi, cũng đi chơi đi ăn đi uống, xong rồi chở đến trước cửa nhà, đứng ngay dưới cây đèn đường cầu hôn luôn. Có quỳ xuống không? Dạ có. Thế nhưng mà lúc nào thì hai gia đình gặp nhau sau cái cầu hôn đó? Dạ thì đầu tiên là anh cầu hôn con ấy, thì con cũng anh chỉ vui. Nhưng mà con cũng không có, con là một người rất là thực tế thật sự luôn. Chắc có thể là con trải qua nhiều thứ quá, cho nên là khi mà con nghe cái điều cầu hôn đó trong cái lúc vui mà mình đang hạnh phúc đó thì con cũng nghĩ là ok, tại vì con nhận được quá nhiều lời cầu hôn rồi. Đó thì mà sau đó thì ảnh dẫn mẹ anh qua nhà hỏi cưới con thiệt. Tức là sau cái hôn cầu hôn đó đúng rồi, anh dẫn mẹ anh qua nhà nói chuyện với ba mẹ con, bàn tính chuyện tương lai hai đứa rồi mọi thứ. Cầu hôn. Còn khi mà mẹ anh qua nhà con á thì không, anh qua nhà em trước đúng không? Anh qua nhà con trước một buổi trước khi mà dẫn mẹ anh qua. Thì lúc mà anh qua nhà con á thì mẹ con cứ nói là nó tệ vậy nè, nó đủ thứ như vậy nè, con có tìm hiểu kỹ chưa mà con qua ăn hỏi cưới nó rồi tùm lum ta la hết. Kể xấu con gái đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Mẹ con là kể rất là xấu luôn, có nghĩa là con test chưa đủ, ba mẹ con còn test tiếp. Mà trong khi là con một phần cái quyết định mà để mà con phải kết hôn như vậy là cũng là do là ba mẹ con gây áp lực tâm lý. Mẹ của con là dân chơi hệ tâm linh, còn ba của con là dân chơi hệ tâm lý. Có nghĩa là mẹ của con ngày nào sáng ra bước cửa ra đi làm là ta nói cho mày biết nha, tao tuy co bói rồi đó, mày mà không lấy chồng mà trước cái ngưỡng 30, lúc 29 tuổi rồi mày còn không ai mà cho deadline, sếp con cũng cho deadline mà gắt như vậy luôn á. Còn mấy bao nhiêu chưa được năm nữa là 30 tuổi rồi. Mày mà không lấy chồng trước tuổi 30 á, tao coi là mày không lấy trước 30 là mày khổ nha con. Ngày nào cũng nhai là chơi hệ tâm lý á, ngày nào cũng ám thị vô đầu vậy đó. Cái xong rồi còn ba con là người chơi hệ ba mẹ con tâm linh, mẹ tâm linh. Ba con là người chơi hệ tâm lý. Ngồi xuống đây thì ba nói bố ngồi đây bố nói chuyện với con. Bố nói cho con biết cái điều này. Mẹ của con á, vợ của bố chỉ có đủ sức khỏe để lo cho một mình bố thôi, không có đủ sức khỏe để lo thêm cho con nữa. Cho nên là con muốn ai lo cho con phải tìm cái người khác chăm lo cho mình, chứ vợ của bố bây giờ là không còn đủ sức khỏe mọi thứ mà để phải lo cho con nữa. Hay quá, tâm lý. Ngày nào cũng nhai vô đầu vậy đó. Xong rồi mỗi một buổi sáng ra cứ sáng ra bận đồ đẹp tung tăng rồi đến công ty là bắt đầu hả. Hồi sáng ba với bố với mẹ đi tập thể dục. Bố nói với mẹ là đến năm 30 tuổi là bố đổi ổ, con ra khỏi nhà rồi bố đổi ổ khóa. Trời ơi, xong rồi hả, ngày nào cũng như vậy đó. Vậy mà người ta tới cầu hôn thì nói xấu người ta quá trời. Xong rồi đến cầu hôn thì nói xấu quá trời. Đó, nói xấu quá trời luôn. Nói xấu xong chưa đủ đâu, ảnh về rồi xong rồi mẹ con còn vô nói tao lo cho nó quá à, có khi nào vài bữa mày bỏ nó không? Trời bà. Trời ơi, mẹ con vậy á. Còn ảnh nói là lúc mà đến khi mà đi làm giấy đăng ký kết hôn á, con làm không có ai làm cái giấy đăng ký kết hôn mà gian nan như con luôn á. Mẹ con với con đi lên phường, lên quận gì đó làm tổng cộng là 11 lần mới xong cái giấy đăng ký kết hôn. Wow. Trời ơi, không ai mà nó cưới mà gian nan vậy luôn. Còn ba của con thì không có giấy đăng ký kết hôn thì ba sẽ không có đến tiệc cưới đâu nha con. Tức là phải đăng ký kết hôn trước rồi ba mới. Đúng rồi. Tại vì ảnh quốc tịch, lúc mà đăng ký kết hôn mới lòi ra ảnh quốc tịch Mỹ. Mà cái gì mà cứ tên mà dạ, cái gì mà đổi tên qua Nam Anh Nam cái gì trong cái giấy passport đấy, nói chung là có bị một cái đó thôi, cái tên thôi đó mà phải đổi lên đổi xuống tới lui hoài đó. 11 tổng cộng là 11 lần luôn á chú. Cái mới lòi ra, cái tự nhiên cái lòi ra quốc tịch Mỹ, xong ba con lo lắng. Ba con lo lắng, ví dụ như là nhà người ta thấy nhà tâm lý bị lo lắng về tâm lý. Đúng rồi, ba con bị lo lắng. Ba con lo lắng vậy nè, thôi chết rồi, nó quốc tịch Mỹ chắc không được rồi, nó quốc tịch Mỹ rồi có khi nào mốt cãi nhau nó bỏ đi Mỹ, nó bỏ con mình đây không? Lo bà con ơi, nó quốc tịch Mỹ có khi nào là hả mốt cãi nhau cái xong bỏ qua Mỹ bỏ con đây không ba? Không con. Còn mẹ con thì mẹ lo lắng quá, mẹ sợ có được vài bữa mày bỏ anh ta quá. Ông già đi sợ con gái mình bị bỏ. Còn mẹ thì sợ mẹ không con gái rễ bị bỏ. Nhưng mà lúc mà mẹ vợ mà mẹ xấu của mẹ con rất là thích anh Nam Anh nha. Mẹ con rất là thích, rất không, thật ra là khi mà đã kể ra những cái tật xấu của con rồi mà được một cái chàng trai này chấp nhận hết thì dĩ nhiên phải có cảm tình với chàng trai này rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó mà khi nghe những cái tật xấu của bạn gái mình á là lúc đó cái cảm giác đâu phải bạn gái đâu. Chưa bao giờ là bạn gái cũng chưa bao giờ nhận làm người yêu hết mà. Cái lúc mà nghe mẹ vợ tương lai đó kể xấu về con gái của mẹ đó thì lúc đó cái tâm lý của Nam Anh sao? Bình thường. Có tin không? Có tin cái lời đó là đúng không? Có, nhưng mà hoàn toàn bình thường. Bình thường. Tại vì mình đã yêu rồi là mình phải chấp nhận đó, đúng không? Dạ, cũng đúng cái trường hợp như vậy. Rồi, thôi nói chung là các bạn này cái tình yêu nó cũng đẹp quá, nó không có một cái gì gọi là trắc trở cả. Vậy là hai đứa lấy nhau mấy năm rồi? Dạ được 4 năm rồi. 4 năm rồi mấy đứa? Mấy em bé? Dạ một đứa hả? Là nam trai gái cơ? Trai. Mấy trai. Mấy tuổi? Dạ hơn 2 tuổi. Wow. Vậy là hai đứa là lấy nhau trước dịch 2018. Lúc đó là bình yên mà. Đang ở cái tuổi mà đáng yêu lắm. Dạ. Rồi, vậy thì trong 4 năm các bạn đã ở với nhau và đã có một đứa con. Đó, và gần như là các bạn là những người rất là hiện đại. Đúng không? Nó xa nó gần chi cho rườm rà vậy. Có cái gì nó cũng là xô ra hết. Vậy thì chắc không có tật xấu gì mà nó lòi ra, đúng không? Ủa, phải tật xấu nào cũng lòi ra chứ chú. Ở đó thì bởi vì chú suy nghĩ mà. Chú suy nghĩ mà đó. Bây giờ nếu mà có tật xấu thì khui ra hết đi. Nhiều lắm. Ai trước đây? Chắc anh mong chờ lắm á. Anh mắc nói, anh nói luôn đi. Anh có biết chương trình này mà đúng không? Dạ cũng có biết ạ. Mà biết cái phần này mà đúng không? Dạ cũng được biết ạ. Thích phần này lắm đúng không? Nhưng mà hai đứa có ý định qua bên kia không? Hay là ở đây? Cũng có ý định qua bên đấy. Nhưng mà tụi con vẫn đang tính toán thôi. Nói chung là cũng phải tính toán trước mọi thứ chứ không phải là đùng cái là xách đứt đi. Rồi bây giờ thôi tới phần khui thật sâu. Dạ, Nam Anh nãy giờ như là ít nói quá đúng không? Tại bình thường là phải đá mà sao? Ra ngoài là rất là ít nói, nhưng hồi đó anh cua con á, anh không có nói gì luôn á chú. Con tưởng là anh cái gì anh cũng chiều thôi ý con, không bao giờ nói năng gì luôn á. Xong bây giờ về nhà là giống như là một con người hoàn toàn khác, như cảm giác mình bị lừa á chú. Rồi anh nói chuyện mà giống như chú có thể tưởng tượng được, giống như là cái cách anh nói chuyện á là nói nhiều tới mức độ giống như là tiếng karaoke nhà hàng xóm trong truyền thuyết vậy đó. Có nghĩa là liên tục mà nghe rất là có nghĩa là nói nhiều. Nghe bị stress luôn đó. Nói nhiều. Rồi. Còn con là về nhà là không nói gì luôn á, đến nỗi con nói với ảnh là chắc người ta đi ngang qua nhà mình ta tưởng vợ anh bị câm á, lấy người vợ bị câm, tại người ta nghe tiếng Anh, ta bao giờ nghe tiếng vợ anh á. Rồi, một tật xấu nè. Anh kể nhiều. Đi, anh ăn không, đâu có được, đâu được, kể luôn đi. Người này kể người kia. Cái đó là nhất là ảnh, thật ra là ảnh nói nhiều, ở đây là ảnh giỡn thôi. Ảnh trốn rất là nhây mà ảnh hoàn toàn không có giống như cái lúc mà ảnh cua con luôn á. Lúc ảnh cua con là giống như anh không nói năng gì, anh chỉ giờ anh con nói cái gì con cần cái gì á là anh anh ok, anh đáp ứng vậy thôi. Không bao giờ mà ý kiến một cái gì luôn, con nghĩ là chiêu á, chiêu trò đó chú. Cái xong rồi về nhà rồi bây giờ anh nói là ví dụ như là tự nhiên cái con hôm đó con đang ngồi cái ảnh quay qua nói My, em kiếm chồng ở đâu vậy? Em kiếm chồng ở đâu hay quá chị, em kiếm với. Anh thấy em lấy chồng sướng quá, anh cũng muốn đi lấy chồng. Hề hước vui nhộn ngầm. Ông tự đề cao bản thân ổng mà ổng cũng cười ra có một cái gì đó nhắc khéo. Trời vậy luôn đó. Xong rồi hả, buổi tối vừa đi ngủ anh ôm con anh nói là My, người đàn ông của đời anh. BD không? BD không? Trời ơi, cái anh nói là có ai như em không đi làm về cái em nằm ở sofa xong bấm điện thoại thấy giống như thằng đàn ông không? Đó, vậy chắc đó. Khéo đó, rồi... chắc khéo mà chắc kiểu đáng yêu đó. Đó xong rồi hả, anh ngồi anh hát. Ngày nào anh cũng hát. Anh hát đàng hoàng thì rất là hay. Trời chồng con hát hay lắm chú, ước mơ ngày sẽ làm ca sĩ đó nha. Nhưng mà cuộc đời không được làm ca sĩ. Tại vì sợ đám đông. Tại vì sợ đám đông cái về nhà anh hát. Anh hát là anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Anh là rừng còn em là thú dữ. Rồi anh hát cái gì tùm lum tùm la, ngày nào anh cũng hát á. Hát ghế thôi phải không? Anh hát xong rồi bây giờ đến mức độ thằng con nó cũng kiểu như nó cũng cái miệng cũng như ảnh nữa là con ngồi con nghe hai cái loa. Trời nó gặp như vậy nè, một bên bát một bên chép. Đó. Rồi, một tật rồi còn tật gì nữa? Rồi có nóng tính không? Ảnh là một người rất là nóng tính luôn á. Rất nóng tính luôn hả? Rất nóng tính. Cho một ví dụ cụ thể về cái nóng tính coi. Không thấy cái gì anh cũng nóng được, có nghĩa là cái sự mà cái lần mà nóng tính nhất của ảnh và ảnh hành động như thế nào? Nóng tính nhất của ảnh hả? Là sao ta? Có đập đồ hay là quăng đồ? Nóng tính là kiểu như là giống như là khi mà ảnh nóng lên là ảnh sao ta, ảnh la, ảnh hét hay là ảnh nói lớn tiếng hoặc là nói chung ảnh đập điện thoại, đập cái gì không? Dạ ảnh cũng đập mà chắc anh đập ít hơn con. Trời ơi, tự khai mình luôn nè. Chưa mà, chưa tới phần của con. Không phải, tại tự nhiên bây giờ mình nói ta đập dữ quá cái lát hồi thấy nghĩ lại mình đập nhiều hơn cũng kỳ. Không bây giờ nè, bây giờ ông đập cái gì? Ông đập cái gì có giá trị không? Không đập vào nè, đập đó, đập vào cái bàn vậy đó. Tức đập mà. Ảnh đập hình cưới. Đó. Nổi điên lên đập luôn hình cưới. Hai đứa cãi lộn với nhau xong rồi đến lúc mà ảnh làm quề với con nói giờ mình bỏ qua chuyện này được không, nó ôm con. Cái lúc đó con còn điên quá, con hất tay anh ra cái anh điên lên cái anh đập hình cưới. Mà thường thường đó là ảnh là một người ảnh khó, ảnh dễ bị sao ta, dễ bị rơi vô cái cảm xúc mà nóng á, kiểu như bức ức ức chế á, dễ không dễ coi ra sao. Tự nhiên không biết diễn tả. Bốc hỏa hả? Ảnh dễ bị bốc hỏa lên đúng không? Ảnh tặng hỏa mà cô. Đó, vậy đó. Nhưng mà cái con người ảnh á là ảnh cũng thiên bình á, cho nên là lúc anh dễ thương thì rất là dễ thương, mà lúc thấy ghét là rất là thấy ghét luôn. Nhiều người đàn ông như vậy lắm. Đó, thì đó có cái tật đó. Với cái tật thứ ba là mệt, cái tật mà khiến con giống như là rất là mệt mỏi luôn. Đó là cái tật mà mua đồ cho anh rất là khó khăn. Muốn mua cho anh cái gì rất là khó khăn. Con là mua hệ sĩ. Có nghĩa là ví dụ nhìn hai đôi giày đó mà con không biết nên mua cái đôi nào, hai đôi thì con thôi lấy luôn cả hai. Ví dụ nhìn cái dãy áo đó mà nó có nhiều màu mà con không biết nên mua màu nào là con mua luôn. Tất cả các màu. Đó, cái xong con mua chảnh, cái lần đó con mua chảnh đôi dép mà con mua thấy hai đôi nào cũng đẹp hết. Mỗi đôi một phong cách, cái con lấy về cả hai. Con mang giờ trời ơi, mua có hai đôi dép thôi mà bị càm ràm một năm trời chưa xong, từ năm này qua tới năm khác luôn. Nó hoài đúng không? Anh lâu lâu là nhai lại, lâu lâu là nhai lại chú. Rồi nhai còn hơn mẹ con nữa. Là la con tại sao mua hai đôi á phải không? Xấu hay là do là mắc tiền? Không, con thì lựa chắc không xấu rồi đó. Chắc này tự tin luôn á mà hả anh. Phí phạm á đúng không? Phí phạm, đáng phí, anh không có nhu cầu gì hết. Anh không có cần mấy cái này em làm, em đừng mua gì cho anh hết á. Con nè, tối giản mà. Dạ tối giản, em bị cái tật gọi là một cái tật rất là kỳ cục là em keo kiệt với bản thân. Nhưng mà không có keo kiệt với người nhà. Bà xã là mẹ hay là con cái cần cái gì mà cảm thấy đúng nhu cầu hay là cần chi bao nhiêu cũng sẵn sàng chi. Nhưng mà đối với bản thân thì mình keo lắm. Biết bị cái tật đó mà mình hiểu bị cái tật đó. Bởi vì khi mà thấy bà xã mua mình cảm thấy phí phạm, mà trong khi đó mình vẫn còn một đôi dép đang mang được bình thường, tại sao lại lấy hai đôi dép để làm cái gì? Trời ơi, mang cái đứt thì thôi, bận tới rách thì thôi. Trời ơi. Ủa rồi như vậy là tặng quà cũng phải dè chừng nữa hả? Không, ý là con dè chừng thôi. Ảnh tặng cho con, ảnh mua cho con cái gì là liên tục là bình thường sao hết, tất cả mọi người. Nhưng mà về phía con tặng quà cho ảnh á, trời ơi, con tặng quà cho ảnh mà con bị giống như bị rất rối loạn thần kinh luôn á. Suy nghĩ á, bị áp lực á. Từ khi mà con gặp ảnh con nghĩ là chắc con có cái nghiệp gì với chị, cái chuyện mua sắm nè. Ngày xưa con ở nhà con mua sắm cũng cực lắm luôn. Hồi nhỏ ở với mẹ con á, con mua sắm mà con về nhà con phải lén lúc đi vô, xong con lật tấm nệm lên, con xếp quần áo dưới, xong con đè tấm nệm xuống để cho mẹ con không biết. Còn con giờ lấy chồng y chang luôn. Con mua cho con thì không sao, Còn con mua cho ảnh là cái gì mà của ảnh là con mua gì cũng phải lén lén đút đút rồi cắt mạc rồi rột giá ra. Có lần con mua xong rồi con phải mang qua gửi cho mẹ ảnh, rồi mẹ ảnh qua đưa cho ảnh là tao mua cho mày đó, thì đó rẻ lắm không có nhiêu đâu, cho nên là ảnh mới nhận. Mà cái đó là con mua, cái lần nào mua xong phải giấu lên, giống như ảnh phải giấu vô chồng này, giống như đó đồ có sẵn chồng từ rất là lâu rồi đó. Anh quên đó. Đúng rồi, anh mua anh cái của anh mà anh không nhớ đó, mà con áp lực tinh thần kinh khủng. Cô hiểu là mua đồ á, nó không mua mang về nhà giấu rồi, nó đã cực về mặt tinh thần rồi, bị áp lực rồi, cái khúc đi mua nó còn áp lực ác nữa. Tại vì mình mua lén thì mình mua phải cái kiểu là làm sao cho người ta vừa bận vừa số đo, bận vừa này nọ, mà về đến nhà người ta bận rồi, giống như là nó giống với những cái đồ mà người ta đã có sẵn từ màu sắc cho đến kiểu dáng. Mà lẽ là không có được mắc tiền quá, ổng mà biết cái nó mắc tiền đi nha là trời ơi, nó hoài luôn đó. Cái mua đồ cho ổng thì cô biết cái chiều cao này, mua đồ Việt Nam mà cái mấy cái hãng thiết kế Việt Nam là đâu có ra đâu, là áo là không vừa, ngắn quá, nhỏ quá, quần cũng không vừa luôn, là mua rất là cực, mua mà bị stress luôn á đó. Như vậy có nghĩa là một năm á, theo cô thì nếu như ngoại trừ những ngày sinh nhật, đúng không, bây giờ chắc chỉ còn cái ngày sinh nhật là con nghĩ tới chuyện mua đồ thôi, chứ nếu mà gặp cô là cô sẽ không mua cho anh cái gì, kệ khi nào anh có nhu cầu anh tự đi mua. Nhưng bắt buộc là cái ngày sinh nhật là ngày mình phải có, đúng không? Không có nhu cầu luôn. Ngày sinh nhật chưa kịp đến sinh nhật luôn, trước sinh nhật một tháng luôn, anh nói cho em biết nha, anh không có cần cái gì hết. Em nếu mà em có ý định mua gì cho anh, em lấy cái tiền đó mua cho em đừng mua cho anh nha, anh nói rồi đó. Dằn mặt vậy luôn á cô. Áp lực luôn. Giống như là con kiểu như con sắp làm gì sai, như là sếp nói là vậy nha. Hay quá, chúc mừng trời ơi. Trời ông phải chị, em rất là bất ngờ về Nam Anh luôn á. Em cứ nghĩ Nam Anh là một người mà rất là xe xua, đúng rồi, xe xua, và phải là mỗi người mà trưng diện cho bản thân mình. Anh hơi bất ngờ về Nam Anh luôn. Dạ, thì em không biết cái đấy là giống như cái tính của em rồi, em thích bà xã xài cho bản thân hơn xài cho em. Bởi vì thật sự ngay cả mẹ em nữa, thì khi mà mua đồ cho em cảm thấy nó không có cần thiết. Cảm thấy nó không có cần thiết. Cũng áp lực. Ai mua cho em cũng em cần thì em tự em đi mua. Mà cái này có thể gọi là tật xấu không ta? Em cũng cảm thấy đó là một tật xấu, tại vì nhiều khi mà trời ơi chú ơi áp lực lắm. Nhiều khi mà vợ mình hay là mẹ mình muốn làm một cái việc tốt cho mình thì mình cứ cằn nhằn vậy, thì họ cũng em cũng ráng tiết chế cái chuyện đó rồi, nhưng mà cũng không biết. Không vậy thì chút nữa sẽ đến cái phần mong muốn thay đổi. Ở nhân đây nói luôn đi. Có mong muốn anh thay đổi cái điều đó hay không? Hoặc là mong muốn anh thay đổi điều gì? Thật ra nếu mà chú biết cái cảm giác mà mình được tặng quà cho những cái người thân yêu của mình á, đôi lúc á cái điều duy nhất mà mình nên làm lúc đó chỉ cần nói là cảm ơn em, vậy thôi, cảm ơn cái tấm lòng của em, hoặc là em cảm ơn em, ta nghĩ cho mình. Trời ơi chứ không phải là cằn nhằn theo năm tháng đó cô, chứ không phải một ngày đó. Thì bây giờ nè, bây giờ con có muốn ảnh thay đổi điều đó hay không, con nói với ảnh đi. Tại vì ở trong cái chuyên mục này nó có là kể tật xấu, sau đó là ước mơ mong mỏi của mình với đối phương. Giờ là con đang qua cái phần ước mơ mong mỏi. Nếu không bây giờ không có hỏi mà là nói luôn, và đây là cơ hội của con. Còn mà không có nghe mai mốt tặng quà giọng lại tiếp tục ăn nữa. Mà tôi nói nè, bây giờ cộng thêm 10 năm nữa là ổng 40 mấy tuổi thì cái đồ cằn nhằn của ổng nó nhân lên tới bao nhiêu đó, lúc đó là stress luôn đó. Đó thì con cứ nói cái mong muốn của con đi. Thì con mong muốn ví dụ như là, nói chung là con hứa là con sẽ không có lãng phí cái gì cho ảnh rồi đó. Rồi nhưng mà con tặng quà thì ảnh anh cảm ơn. Rồi hoặc là chưa bao giờ con mua đồ cho chồng mà con được coi như là chồng đi chung với nhau rồi vô thử để con biết được là anh bận cái form đó, cái size đó, ok không, biết kiểu lên có vừa hay không. Mua mọi thứ bằng trí tưởng tượng. Đó là quá siêu rồi đó. Cho nên là siêu nhưng mà nó cũng stress lắm chú. Đó, mua mọi thứ bằng trí tưởng tượng luôn, mà mỗi một cái hãng này nó có một cái size chạc khác nhau, nó không có đồng nhất như vậy. Thì đó thì bây giờ con nói mong muốn đi. Anh ơi, sao? Anh cảm ơn em một câu là em vui rồi. Em chỉ cần một năm anh chịu mua sắm cho bản thân một lần là em chính xác. Đó, con nói thẳng cụ thể luôn. Anh ơi, em hứa với anh em sẽ không sắm sửa gì bất kỳ một cái gì cho anh trong một năm trời. Riêng ngày sinh nhật của anh phải để cho em toàn quyền cái chuyện đó. Và khi anh nhận món quà đó với một thái độ vui, cái thái độ quan trọng, thậm chí là anh phải hơi xúc động chút xíu, cho dù đó là giả dối. Thôi không được có giả dối, cho dù mà cho dù phải xúc động, chị đương nói là anh phải thể hiện sự xúc động một chút xíu, cho dù đó là giả dối. Đó con nói đi ra đó. Dạ được, hoàn toàn được, cái đó đó em hoàn toàn đồng ý cái chuyện đấy. Bây giờ tới Nam Anh nè. Có tật xấu. Dạ thì đây cũng là quay về cái chuyện chi tiêu. Thì đây là một trong những cái vấn đề là thí dụ trong một ngày em nhớ là hôm bữa đấy là cái ngày em đang ngồi em đứng tập trung rửa chén, rất là tập trung tại chén rất là nhiều. Thì đang rửa chén thì thấy bà xã tung tăng chạy ra. Bà xã nói anh ơi anh, hôm tháng này em để dành được nửa tháng lương. Thì hai vợ chồng cũng bàn với nhau là cái chuyện là cũng phải tiết kiệm chi tiêu, tại vì bắt đầu có con, sắp có chuẩn bị có con rồi, lên kế hoạch tương lai, nhà cửa mua này mọi thứ mình phải chuẩn bị những cái chuyện đó. Thì nó bà xã chạy ra, anh ơi em để dành được nửa tháng lương, hí hửng lắm. Thì em cũng quay qua nói ủa em hôm nay mới ngày 14 mà. Tức là chưa đến hết tháng, mới nửa tháng mà em đã được nửa tháng lương. Em nói xong cái mặt bà đỏ lè, em nói vậy bây giờ vào đóng cửa lại. Ủa là sao? là đứt nửa tháng mà xài hết nửa tháng lương rồi. Phải cuối tháng thì tổng kết được là em được nửa tháng lương, nhưng mà ngày 14 mà. Như vậy là cô ấy cũng có hay quên. Vô tư, hay quên đúng không? Hay quên, nhưng mà hay quên, rất là hay quên, nhưng mà lại không bao giờ quên những cái chuyện mà ví dụ như là làm mặt, là sức kem, hay là những cái chuyện mà chăm sóc bản thân là không bao giờ quên. Nhưng mà những chuyện trong gia đình á thì lại hay quên. Quên một cách hồn nhiên, quên một cách vô tư lắm. Rồi hay là hay một cái chuyện là em thì em không nhớ những cái chuyện mà cô ấy làm sai nhiều cho lắm, nhưng mà giờ nói thì em không nhớ được. Giờ có hay nhõng nhẽo không? Có ghen tuông không? Không, không có nhõng nhẽo. Không nhõng nhẽo, không ghen tuông. Không ghen tuông. Có bừa bộn không? Có. Đó. Bừa bộn. Có cứng đầu không? Ví dụ như cứng đầu nghĩa là cái chuyện đó tôi cô ấy sai nhưng mà cô ấy không bao giờ nhận là mình sai. Cái chuyện mà vợ chồng với nhau thì sai đúng thì em không có quan trọng cái chuyện đó. Thì vợ chồng thì thường nếu mà nó đem về vấn đề mà sai hay đúng á, thường hay dẫn đến cái mâu thuẫn lắm. Tại người nào cũng nghĩ là mình đúng, người nào cũng nghĩ là mình đúng hết á. Mà em thường em chờ đợi ở vợ em á là một cái nhìn chung về vấn đề. Dĩ nhiên sẽ có một cái vấn đề đó và em muốn là hai vợ chồng nhìn ra được cái vấn đề đó và giải quyết cái mâu thuẫn đó. Thường là như vậy, nhưng mà thường bà xã em lại bị cứng đầu. Dẫu là bà xã em biết là mình sai, biết được chồng nói là cái chuyện đó là sai, nhưng mà càng nói là càng làm ngược lại. Càng nói là càng không làm. Cứng đầu và hơi có tính trẻ con. Dạ, hơi thật sự cũng có hơi cái tính trẻ con, là cũng một phần là bà xã được ba mẹ bảo bọc nhiều quá. Đâm ra thì khi mà đi ra vào một cuộc sống gia đình, thật sự khi mà vào cuộc sống gia đình thì có những cái tính trẻ con mà được bảo bọc bởi ba mẹ đó. Thì em hiểu cái chuyện đó thì em cũng có nói, em góp ý, giống như là góp ý mỗi lần góp ý một chút chứ không phải là mình góp ý hoài. Nhưng mà cứ mỗi lần góp ý thì cái hành động nó vẫn là diễn ra như vậy. Đâm ra em bực. Khi mà em bực thì em sẽ nhằn, em nói nhiều thì càng nói cô nói anh nói nhiều quá. Rồi lại bắt đầu là bực lên. Rồi bực lên thì mình lại bắt đầu hai cùng bực. Rồi đấy là những cái lý do như thế. Nhưng mà thì dạo gần đây bà xã em cũng đã thay đổi khá là nhiều. Có những cái mặt cải thiện cũng khá nhiều. Em cũng có hay bươi móc lại những cái chuyện cũ. Dạ cũng có bươi móc lại những cái chuyện cũ. Cái đó thì bà vợ nào cũng vậy em ơi. Có nghĩa là bà xã là bình thường là không có ghen đâu, nhưng mà tự nhiên đang nói chuyện một vấn đề gì đó mà liên quan hay là bà xã sẽ là ảnh nghĩ là con ghen, là giống như anh nói đó, là con phải là người hay ghen, nhưng mà con hay cà khịa. Cà khịa mà cà khịa hoài á. Ủa nhưng mà nhắc lại cái chuyện đó nó có khiến cho cái cục diện á nó thay đổi và nó nặng nề không, nó trầm động không? Đúng không, là thật ra như này nè, nhắc lại nhưng mà nhắc lại để vui thôi, cà khịa để vui thôi, nhưng mà có những cái vụ cà khịa nó dẫn đến cái chuyện gọi là mâu thuẫn á. Dạ đúng thì cà khịa 1-2 lần đầu thì nó vui, nhưng mà cà khịa đến lần thứ 10 nữa, thứ 20 là bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Và cà khịa mà cái vấn đề mà nhiều khi mình cái chuyện nó đang bình thường mà cà khịa cái hồi nó quạo luôn á. Nhưng mà em có mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Em mong muốn bà xã em là có một cái sự hòa thuận với phía bên gia đình của em. Thì thật không cần gọi là hòa thuận với tất cả, em chỉ cần hòa thuận với mẹ chồng thôi. Thì tại vì có hai mẹ con có một cái xích mích thì cũng chỉ mong muốn là bà xã hiểu được cái chuyện đó. Thì đối với em thì em sẵn sàng, em hy sinh tất cả mọi thứ, bản thân mình sẵn sàng cho hết cho cái gia đình mình. Em không phải là người tốt, nhưng mà đối với là người gia đình là em không có tiếc cái gì đó. Là việc nhà em cũng có thể làm, về kinh tế em cũng có thể làm, chăm con em cũng có thể làm mọi thứ. Nhưng mà cái việc đối với mẹ thì em vừa mẹ chồng là nàng dâu, em đứng giữa em rất là khó xử. Những cái chuyện ví dụ mẹ bực, vậy mẹ bực nàng dâu và nàng dâu khó chịu với mẹ, em không thể nào ở giữa mà em nói vô được. Nhưng mà lâu chưa? Cái mâu thuẫn nó lâu chưa? Cái mâu thuẫn đó cũng trong khoảng 1 năm đổ lại rồi. Và bây giờ vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn đó luôn? Vẫn chưa giải quyết được. Dạ thì đấy là em cũng hy vọng vợ em hiểu cho em, là bởi vì mẹ thì không thể nào thay thế được cả. Mọi thứ bất cứ trong cuộc sống cái gì cũng thay thế ngoài ba mẹ. Ba mẹ là không thể nào thay thế được. Mà mình về cái trách nhiệm của mình thì mình phải, dĩ nhiên em là con trai út trong nhà thì cái trách nhiệm của em là giống như phần phục dưỡng mẹ về già rồi. Mà mẹ thì cứ bảo là tao giận nó không muốn về ở chung. Mà vợ thì cứ không chịu, giống như là không có chịu thái, không có động thái là nói chuyện với mẹ, tiếp xúc lại với mẹ, hay là con xin lỗi mẹ, hay là lấy lòng mẹ, đại khái là như vậy. Nhưng mà Nam Anh là muốn mẹ về ở chung với mình hả? Dạ đúng rồi. Thì hiện tại là hai vợ chồng không ở chung với mẹ, nhưng mà tại vì mẹ em năm nay cũng gần 70 rồi. Thì đấy thì là cũng... Hiện giờ là mẹ đang ở với ai? Giờ hiện giờ đang ở với chị cả. Với chị cả, nhưng mà mẹ là tức là Nam Anh chỉ muốn mẹ về ở với mình đúng không? Không, nếu mẹ thích ở với chị cả cũng được. Nói chung là cái mặt của em là em muốn hai mẹ con hòa thuận với nhau, cho dù là không có ở chung hay là không ở chung gì nữa thì cứ 1 tuần thì cũng phải gặp nhau 1 lần, ăn uống là mẹ con rồi bà cháu ngồi chơi với nhau, thì nó là một cái chuyện gia đình rất là hiển nhiên. Thì đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại là bà ở một cái trạng thái là bà không muốn gặp luôn. Sao vậy em suy nghĩ sao về cái đề nghị của chồng, cái mong muốn của chồng? Chỉ có vậy thôi đó, rồi con thấy thì sao? Thực ra là như vậy nè, chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về cái việc này sau đây, tức là sau cái chương trình này về con sẽ suy nghĩ. Nhưng mà thực sự thì tại vì cô cũng là trên cái cương vị giống như cái người lớn, chắc cũng là cũng cỡ mẹ của Nam Anh, đúng không? Thì cô nói thật với tụi con là như vậy nè, lúc nào cũng vậy, cho dù mẹ có giận chẳng hạn, giờ đó cô có thể la con, cô có thể nói nặng, thậm chí là nói làm con bị tổn thương, nhưng mà sâu thẳm ở trong tim, trong ruột là rất thương tụi con, tức là càng thương thằng con trai mình bao nhiêu thì sẽ thương cái đứa con dâu bấy nhiêu. Nhưng không phải bà mẹ nào cũng có một cái sự thể hiện giống nhau, con hiểu không? Có những bà mẹ thì họ thể hiện ra ngoài luôn, để cho dâu nó hiểu là mình rất thương nó. Nhưng cũng có những bà mẹ chôn ở bên trong và mong rằng con dâu nó phải cảm nhận cái điều đó, cảm nhận cái điều đó. Tại vì còn về phía con dâu thì theo cô là như vậy nè, con thua mẹ, con thua chồng, con thua con của con, không gì xấu hổ hết trơn. Bởi vì sao? Đó là những người mà máu thịt ruột rà của mình. Đứa con của con nó là máu thịt của con, nó là máu thịt của chồng con, thì đương nhiên nó có cái sợi dây liên đới, đúng không? Con thương con phải thương chồng con, mà con thương chồng con phải thương những người sinh thành ra chồng con. Cái đó nó mới là một cái sợi dây ràng buộc cho một cái gia đình. Tại vì thực ra là cha mẹ không, cái quỹ thời gian của cha mẹ không còn nhiều đâu, nay vậy mai kia mọi thứ nó rất vô thường. Thành ra là đừng bao giờ để mình phải hối hận khi mà mọi chuyện nó đáng tiếc xảy ra. Con hiểu ý cô không? Thành ra là mẹ còn thời gian được bao lâu, ba còn thời gian được bao lâu, mình cố gắng, mình bù đắp. Tại vì thực sự thua chồng, thua con, thua cha mẹ, trời ơi, cô nói thiệt với con là sao? Mẹ của cô năm nay là 82 tuổi, bố là 86 tuổi. Trời ơi, hai cụ khó tính đó là cha mẹ ruột cô nha, chứ không phải là cha mẹ chồng nữa nha. Trời ơi, khó tính khủng khiếp, không thể chiều nổi. Nhưng mà cô lúc nào cô cũng hề, cô hề hết. Đó, miễn là coi như đang giận đùng đùng đây, tưởng là hai ông bà đang ở chung với cô với lại chú đó, hai vợ chồng cô, mà mình tưởng mình không huề được luôn đó, cãi tức là la mình tới mức đó luôn, mình tưởng không huề được luôn. Kệ ông bà nói gì nói hồi cái vậy. Chỉ một tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ sau, cô qua bên phòng cha mẹ coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, chỉ cần mẹ, đúng rồi chị, mẹ ví dụ gì đó, ôm cái là xong. Cái đó cô nói thiệt, mà như vậy chồng con sẽ cực kỳ hạnh phúc. Tại vì chồng con mà bị ở đứng cửa giữa là mệt lắm con ơi, tội lắm. Đừng để hai cái từ khó xử nó xảy ra trong cái tâm trạng của mỗi người. Và anh hy vọng với những lời khuyên của chị Vân, thôi thì ở đây mình sẽ tạm dừng lại. Và tất cả mọi thứ là để cho các bạn dàn xếp lại với nhau. Và anh vẫn mong muốn rằng là sau chương trình này về, My và chồng sẽ có một cuộc sống nó sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn, hiểu nhau hơn. Và làm sao để cho Nam Anh đừng phải rơi vào cái trạng thái khó xử. Còn những cái vấn đề như thế nào chắc chắn các bạn đều hiểu hết, và My cũng hiểu hết với những gì tư vấn từ chị Hồng Vân nghe, đúng không? Ok. Rồi, và hai đứa tự nói với nhau một điều gì đó đi. Đó, ok. Nói gì? Yêu anh không? Đúng, càng yêu anh. Em mà yêu anh thì em phải yêu cha mẹ của anh. Và không có cha mẹ anh sao mà có anh để dành cho em được. Nghe. My muốn nói gì không? Hai đứa nói gì với nhau đi, cô nói thiệt. Để biết không, cái này nó là một cái lưu lại, một cái kỷ niệm rất là đẹp. Sau này á, con của tụi con lớn lên, đúng không? Nhiều khi nó cứng đầu, nó không có nghe lời mình, ví dụ vậy. Con chỉ cần bật cái đoạn này ra cho tụi nó thấy là đó, ngày trước cũng có lúc mẹ cứng đầu như con vậy đó. Nhưng mà tại sao mà ba mẹ ở được tới bây giờ là bởi vì mẹ biết thay đổi, ví dụ vậy. Cảm ơn anh luôn chăm sóc mẹ con em. Thôi nhiêu đủ rồi, còn lại thì có thể chúng ta sẽ nói ở phía trong nghe. Dạ, rồi, cảm ơn chị, cảm ơn Nam Anh.